ngày 22 tháng 10, giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, thanh tra sở đã phối hợp kiểm tra cơ sở tại địa chỉ số 166A Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhận được phản ánh nơi này để điều dưỡng mổ trĩ, bác sĩ chưa có chứng chỉ hành nghề đứng ra phẫu thuật bệnh nhân. Tuy nhiên, nơi này đã đóng cửa và không hoạt động. Tra cứu thông tin, ghi nhận địa chỉ này là phòng khám chuyên khoa phụ sản thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện Mary, có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh do Sở Y tế cấp ngày 28 tháng 8 năm 2023 do một bác sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Thanh tra Sở Y tế đã mời giám đốc công ty, các cá nhân liên quan đến làm việc. Cơ sở này thừa nhận có sử dụng nhân sự chưa được cấp giấy phép hành nghề tham gia khám chữa bệnh. Cụ thể, người nam 29 tuổi chỉ có bằng bác sĩ y khoa chưa được cấp giấy phép hành nghề và đang thực hành tại bệnh viện Từ Dũ trong thời gian 18 tháng, từ mùng 10 tháng 10 năm 2023 đến mùng 10 tháng 4 năm 2025 nhân viên nữ bị phản ánh mổ trĩ cho khách hàng đang theo học khóa điều dưỡng tại một trường y của thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, bác sĩ sau khi tốt nghiệp phải thực hành khám chữa bệnh 18 tháng mới được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề. Khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề, bác sĩ chưa thể độc lập khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Cuối năm 2023, chính phủ ban hành nghị định số 96 giảm thời gian thực hành khám chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ còn 12 tháng. Trường hợp trên vẫn đang trong thời gian thực hành để thi giấy chứng chỉ hành nghề lực lượng chức năng xác định, phòng khám Mary Tân Phú khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ, quảng cáo các sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt mà không được xác nhận nội dung trước khi thực hiện. Bên cạnh xử phạt vi phạm hành chính, Sở y tế tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn cơ sở. Nơi này phải ngừng hoạt động, đồng thời tháo gỡ xóa quảng cáo sai quy định sở yêu cầu phòng y tế quận tân phú giám sát việc ngưng hoạt động của cơ sở ngừng giải quyết thủ tục hành chính về thay đổi bác sĩ phụ trách chuyên môn kỹ thuật của phòng khám ông thượng nói lãnh đạo bệnh viện từ dũ cần xem xét xử lý nghiêm trường hợp bác sĩ khi đang tham gia thực hành khám chữa bệnh lại có vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thanh tra tiếp tục xác minh làm rõ sai phạm của các cá nhân để xử lý Người dân khi thực hiện các dịch vụ khám chữa bệnh phải lựa chọn các bệnh viện phòng khám có uy tín, được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động. Tra cứu thông tin các cơ sở khám chữa bệnh và người hành nghề tại địa chỉ ghi trên màn hình. Kiểm tra thông tin trên ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý hành nghề của Sở Y tế cũng theo hướng dẫn ghi trên màn hình sau đây. Chú ý kiểm tra thông tin người hành nghề để biết thông tin chính xác về người đang điều trị cho mình. Khi phát hiện nghi ngờ phòng khám thiếu thông tin minh bạch, gọi cho đường dây nóng qua số 0989 401 155 hoặc tải thông tin lên ứng dụng y tế trực tuyến để thanh tra sở kịp thời nắm bắt ngăn chặn và xử lý nghiêm